Kính thưa các bạn, trong phần này thì chúng ta sẽ tiếp tục học chú 42 tay trong kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Kính thưa các bạn có thể bấm vào link đầu tiên này để xem kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni do Sư Thiền Tâm Việt dịch. Bấm vào link thứ hai để xem chùm ảnh 42 thủ nhãn ở đây. Và bấm vào link cuối cùng để xem tất cả các bài học từ trước cho đến nay ở dạng YouTube playlist. Kính thưa các bạn, thủ nhãn thứ 30 là bảo đạt thủ, tức là tay cầm cái chuông báo. Kinh văn ghi rằng, nếu muốn có được tất cả phạm âm thanh tốt nhiệm màu, nên cầu nơi tay cầm chiếc linh báo. Câu chú tiếng Việt là, nắng mồ bát ra hàm bá noa duệ, án a mật lật đảm, nghiễm bệ thất rị duệ, thất rị chiếm rị nảnh tác phà hạ. Chúng ta chú ý rằng câu chú này ở vị trí số 30 là theo thứ tự trong bản kinh của Ngài Thiền Tâm Việt dịch. Đây là hình ảnh tượng trưng cho bảo đạt thủ, tức là tay cầm cái chuông báo. Và câu chú tiếng Phạn thì chúng ta sẽ đọc như sau. Nam mô Padma Parnaye Om Amritangame Shriye Shri Malini Swaha. Namo Padma Parnaye Om Amritangame Shriye Shri Malini Swaha. Namo Padma Parnaye Om Amritangame Shriye Shri Malini Swaha. Đó. Thì câu chú này thì chúng ta đọc tương tự như thế. Các bạn có thể xem cái phần phiên âm màu tím ở dưới đây. Thì trong phần phiên âm này, các nguyên âm nào viết in thì chúng ta sẽ đọc hai nhịp, và nguyên âm nào viết thường thì chúng ta sẽ đọc một nhịp mà thôi. Và chúng ta chú ý ở dưới đây là chữ Namo là từ chữ Namaha mà ra ha. Cái chữ Namaha nếu mà đứng một mình thì chúng ta đọc là Namaha ha. Nhưng mà theo sau nó là chữ P thì chúng ta đọc là Namo, Namo Padma ha. Cho nên cái câu chú tiếng Việt là nắng mồ ha. Rồi thì cái cách đọc câu chú này là như thế này. Namo, Namo. Chữ O là diphthong, chúng ta sẽ đọc hai nhịp ha. Namo Padma, Padma, Padma ha. Panaye, Panaye, Panaye. Chữ Pa này là đọc hai nhịp, bởi vì chữ A có dấu gạch ngang trên đầu, chữ N có dấu nặng ở dưới, chúng ta phải uốn cong lưỡi lại và búng ra N, N. Panaye, Panaye. Om Amritam. Chữ này đứng một mình chúng ta đọc là Amritam ha, tâm. Nhưng mà đứng theo sau chữ nó là chữ G, chúng ta đọc bằng phần guttural ở trong cổ họng, thì chúng ta phải chuyển chữ Anuswara này thành chữ ng. Amritam, Amritangame, Amritangame ha. Chúng ta đọc liền luôn thì là Amritangame, Amritangame. Thì chữ ng này nè, chúng ta phát âm ra từ trong cổ họng, và chữ g này cũng vậy, phát âm ra từ trong cổ họng thì nó liền lạc với nhau. Amritangame Shriye. Shri là hai nhịp và ye cũng là hai nhịp luôn. Chữ s có dấu sắc này là ển cong cái lưỡi mình lên trên vò miệng và phát ra âm thanh Shri, sh, sh. Shriye, Shriye. Shri Malini, Shri Malini. Shri là hai nhịp, Ma là hai nhịp, Lini là một nhịp hết ha. Shri Malini, Swaha, Swaha, Sawa, Swaha là hai âm và mỗi âm là hai nhịp. Thì có các phiên bản khác là Namo Padma Parnaye, Om Amrita Gampira, Shriye Shri Malini Swaha, hoặc là Om Amritangame Shriye Shri Malini Swaha. Đó, hai câu chú này
cái câu sau thì không có phần Nam Mô Padma Pranaye. Thì nghĩa của các từ phạn là như thế này, chúng ta không nên xem là nghĩa của câu chú, vì câu chú không có nghĩa nhất định. Nam Mô Padma Pranaye là quy mệnh liên hoa thủ. Chữ ôm là một từ thiêng liêng, là gốc của pháp, của vũ trụ, nên ta không dịch nghĩa ở đây. Thì ở đây mang ý nghĩa là nhiếp triệu. Amrita Game Sriye là trao cho sự tốt lành của cam lộ. Amritang Game là từ chữ Amrita mà ra ha. Chữ Game nghĩa là trao cho, ủy thác cho, trúc cho. Trong tiếng Anh gọi là passing over to hay là devolving on. Chữ Sri Malini là tràn hoa cát tường. Chữ Sri là cát tường, cát khánh. Chữ Malini là từ chữ Mala mà ra, nghĩa là tràn, là chuỗi hoa chẳng hạn. Tiếng Anh gọi là chain of. Ví dụ cách dùng chữ này là Urmi Malini, nghĩa là các đợt sóng. Tiếng Anh gọi là possessing rows of big waves. Hoặc là chữ Chalaka Malini, nghĩa là vòng đeo cổ làm bằng ngọc trai quý báu. Tiếng Anh gọi là decorated with a necklace of pearls. Và chữ Swaha là quyết định thành tựu. Bảo đạt, tiếng Phạn gọi là Ratnaganta hay Ratnavesha là cái chuông nhỏ dùng tay cầm lắc hoặc gió nhẹ thổi qua thì sẽ phát ra âm thanh. Khác với trống là dụng cụ dùng để thúc giục một việc gì đó. Âm thanh chuông là sự thể hiện của việc báo động, ví dụ như chuông báo giờ, chuông lễ lại, vân vân. Bồ Tát Quán Thế Âm dùng bản nguyện từ bi xông ướp âm thanh, nên tay cầm cái chuông báo biểu thị cho nghĩa từ nơi bồ đề chân tâm phát ra diệu âm. Muốn thành tựu pháp này, hành giả làm cái chuông báo đặt trước bản tôn, tác niệm tụng chú đại bi cho đến lúc cái chuông tự phát ra tiếng thì thành tựu. Kinh nói hành giả tụng trì Đà La Ni này, bao nhiêu âm thanh nói ra dù thiện dù ác, thì tất cả thiên ma, người đều tưởng là pháp âm thanh tịnh và khởi tâm cung phụng, tôn trọng hành giả như Đức Phật. Câu chú trong bài chú Đại Bi có liên quan đến bảo đạt thủ là câu số 33, Zara Zara. Và câu tiếng Phạn chúng ta đọc là Chala Chala. Chữ Chala Chala được người nước ngoài dịch là Move Move, nghĩa là lay động lay động, tác động tác động, hay là hành động hành động. Đây là phần từ điển của chữ Chala, có dịch các nghĩa là moving, trembling, shaking, vân vân. Hòa thượng Tuyên Hóa dạy, Zara Zara dịch nghĩa là hành động, đó là hành động như quân đội thi hành một mệnh lệnh hành quân. Hành quân là một mệnh lệnh, nếu quý vị không tuân hành có nghĩa là chống lệnh. Đây là bảo đạt thủ nhãn ấn pháp. Khi quý vị rung chuông, âm thanh vang lên khắp không gian, thông cả thiên đàng, chấn cả địa giới. Nếu quý vị cần thực hiện việc gì, chỉ cần rung chuông lớn, các loài chư thiên, thiện thần, yêu ma quỷ quái đều tuân theo mệnh lệnh của quý vị. Chẳng hạn như khi có động đất, quý vị chỉ cần rung chuông lên rồi ra mệnh lệnh, quả đất không được rung lên như vậy, trái đất trở về trạng thái yên bình ngay. Bảo đạt thủ nhãn ấn pháp cực kỳ diệu dụng. Nếu quý vị muốn hát với một âm điệu tuyệt vời thì hãy công phu hành trì ấn pháp này. Khi công phu thành tựu rồi, tiếng hát của quý vị trong suốt như tiếng đại hồng chung vang lên trong không gian. Trên đây là lời dạy của Hòa thượng Tuyên Hóa về ý nghĩa của chữ Chala Chala trong chú Đại Bi. Một hành giả muốn có thể thực hành ra mệnh lệnh cho thiên ma, quỷ thần hay người khác thì trước hết cần vượt qua được chính mình. Phải ra mệnh lệnh cho mình, rồi tuân theo đó mà thực hành ngay. Đang sân hận hay tham ái theo bản ngã? Đang sân hận hay tham ái theo bản ngã thì ra lệnh cho dừng lại. Nếu dừng lại được thì mới có đủ đức lực để ra lệnh cho bên ngoài. Đó là ý nghĩa của câu chú Đại Bi này. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại để chúng ta đọc câu chú thêm vài lần nữa để chúng ta có thể dễ dàng nắm bắt. Namo Padma Parnaye
Om Amritanga Me Shri Ye Shri Malini Swaha. Namo Padma Barnaye. Om Amritanga Me Shri Ye Shri Malini Swaha. Namo Padma Barnaye. Om Amritanga Me Shri Ye Shri Malini Swaha. Namo Padma Barnaye. Om Amritanga Me Shri Ye Shri Malini Swaha. Namo Padma Barnaye. Om Amritanga Me Shri Ye Shri Malini Swaha. Namo Padma Barnaye. Om Amritanga Me Shri Ye Shri Malini Swaha. Namo Padma Barnaye. Om Amritanga Me Shri Ye Shri Malini Swaha. Namo Padma Barnaye. Om Amritanga Me Shri Ye Shri Malini Swaha. Namo Padma Barnaye. Om Amritanga Me Shri Ye Shri Malini Swaha. Namo Padma Barnaye. Om Amritanga Me Shri Ye Shri Malini Swaha. Namo Padma Barnaye. Om Amritanga Me Shri Ye Shri Malini Swaha. Namo Padma Barnaye. Om Amritanga Me Shri Ye Shri Malini Swaha. Namo Padma Barnaye. Om Amritanga Me Shri Ye Shri Malini Swaha. Namo Padma Barnaye. Om Amritanga Me Shri Ye Shri Malini Swaha. Namo Padma Barnaye. Om Amritanga Me Shri Ye Shri Malini Swaha. Namo Padma Barnaye. Om Amritanga Me Shri Ye Shri Malini Swaha. Namo Padma Barnaye. Om Amritanga Me Shri Ye Shri Malini Swaha. Namo Padma Barnaye. Om Amritanga Me Shri Ye Shri Malini Swaha. Namo Padma Barnaye. Om Amritanga Me Shri Ye Shri Malini Swaha. Namo Padma Barnaye. Om Amritanga Me Shri Ye Shri Malini Swaha. Namo Padma Barnaye. Om Amritanga Me Shri Ye Shri Malini Swaha.
Đó, câu chú này thì chúng ta đọc như thế. À, câu chú này thì cũng rất là dễ học. Thì xin kính chúc các bạn học tốt câu chú này. Xin kính chào các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn vào lần kế tiếp.